can be Jandan. Chào mừng các bạn đã đến với kênh. Hôm nay mình chia sẻ cây mít ở sân vườn nhà cậu mình nha các bạn. Mình lên đây chơi, mình thấy cây mít sai trái quá, mình quay cho các bạn xem. Mời các bạn cùng xem với mình nha. Mình quay phần dưới gốc trước nha các bạn. Đây nè các bạn. Sai trái thấy mê ha. Để mình đếm thử coi mấy trái. 1, 2, 3, 4, 5. 5 trái các bạn. Tính luôn cây non thì 6, 7, 8. Tính luôn cây non là 8 trái. Một chùm mà 8 trái các bạn. Các bạn vô mà cận cảnh ha, mình quay xung quanh cho các bạn xem. Ghê quá các bạn. Tổng cộng một cái chùm này không là 8 cái mít, tính luôn mít non. Có 3 cái nhỏ này nữa là 8 cái các bạn. Cái này là phần dưới gốc thôi. Còn phần ở trên nữa, mình quay phần ở trên nữa cho các bạn xem luôn ha. Dài dài lên. Thôi lên phần ở trên nha các bạn. Đây phần ở trên này các bạn, trái nè. Trên để mình đếm thử coi. 1, 2, 3, 4. 5 trái các bạn. 5 trái bự. 5 trái bự thấy ghê quá. Da cũng mướt hết các bạn. Trái mướt. Lên phía trên tiếp. Mình quay lên phía trên cho các bạn xem chùm ở trên nha. Ô, quá trời. Các bạn nhìn thấy không? Quá trời luôn nè. Ba trái to với mấy trái mít nhỏ, mình đếm thử coi mấy trái. 2, 3,
trái các bạn. Tính luôn trái mít, mít nhỏ mới ra là một chùm này là 8 trái các bạn. Quay sát cho các bạn xem luôn. Tám trái mít. Quay qua quay sơ lại. Vô trong đây mình quay quay ra cho các bạn xem. Các bạn thấy không? Quay buổi trưa mặt trời cũng chói chang. Nhìn lên phía trên còn 2 trái ở trên nữa các bạn. Trong thân á cao quá, quay cũng không thấy rõ. Về lên trên có mấy trái ở trên các bạn thấy không? Các bạn nhìn lên phía trên ha, ở phía trên thì cũng có 5-6 trái nhỏ. Mình thấy nhiều trái quá, mình quay cho các bạn xem. Giờ mình xin dừng video tại đây nha các bạn. Nếu các bạn yêu thích video này, hãy like, share, đăng ký, ủng hộ giúp cho mình với nha. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn nhiều sức khỏe, an lành, thành công và hạnh phúc. Bye bye các bạn ha. Hẹn lại các bạn trong video sau.